Chắc chi mọi người đời nơi xót xa. Nghe chiêu Cà Mau bắt cắm sào bên bờ kinh ngã bầy. Hay hơn sơn tâm hồn. Tình anh như nước con sông dài. Con sông chị hát con chua nước. Cái mặt cầu hát chua chua. Chưa bao giờ thấy mà cái đứa nào mà hát dở như con này thì mình hát dở mà không biết mặt cờ. Mà cái thằng mà nghe nó hát còn mà còn kinh khủng nữa là hát của. Sợ đó. Không sợ gì hết, phải dám. Em làm mới được chứ. Bên này chị đi test. Dạ, còn em cũng ai mà hơi sơn tâm hồn. Chết rồi ta nhìn. Để anh đó, bạn bè đó anh liền mà vui đôi bé nha. Cho nó bay rồi. Em nói là biết sao á, em nói biết sao cho em làm con để vui rồi. Để vui rồi. Đúng rồi đó, thằng cái bộ thằng bolero đó. Chị Buka phải vừa nấu vừa hát. Trời ơi, thử thách gì vậy? Rồi, hát bolero đi chị. Tình anh như nước con sông dài. Con sông dài. Chán. Nghe dài dễ sợ ha. Chị hát con chua nước... cái bằng cầu luôn á. Hát chua mà chua. Con chua nhà nó chua nghe nó. Nó ê gọi không tin đồ. Chưa bao giờ thấy mà cái đứa nào mà hát dở như con này thì. Tình em. Ôi hát dở mà không biết mặt cờ. Mà cái thằng mà nghe nó hát còn kinh khủng nữa là hát uổng. Nghe uổng hết cả người. Em ơi, em muốn đi ăn gì đây? Ăn chị hai đồng một xíu đó mình chịu trách nhiệm không? Em ơi, em muốn gì ăn? Người ta có 20.000 thôi. Làm cái gì? Hồi dịch đó chị Buka hay có cái series hát karaoke tại nhà mà bây giờ em nhớ giọng của chị quá. Chị có thể quay lại cái series đó được không? Không, thật sự nha. Cái lúc mà cái series đó lên một cái là chị coi như là chị Buka gọi là được khán giả đón nhận rất là nhiều. Ai cũng xin chị Buka nên là... Lúc đó là chị collab chứ. Chị collab, collab. Chị collab với Duy Khánh nè. Chị collab với Duy Khánh, Ginh Tuấn Kiệt rồi đó kéo vô hát. Mà không ai để ý giọng hát của Khánh với Ginh hết. Chị tập trung giọng hát của chị Buka. Thật ra là hồi. Không ai để ý giọng hát của chị hết. Vô tập trung vô chuyện hai mình nghe lộn nhau. Chị Buka có một cái giọng hát đó là nội lực nhá, phải là có thể trở thành một diva hàng đầu tại Việt Nam á. Điều em không. Em ruột không? Dạ không ạ. Sao nó không sống thời mình thôi mình. Sao năm nhiêu? Thời chị rồi phải biết cái bài đó. 93. 93. Ủa vậy là lớn hơn em. Vậy là lớn hơn em. Ủa 95. Ủa 98. Giờ là lớn hơn Khánh bây giờ mới biết. Vậy mà bình thường cho tôi bằng anh. Bình thường cho em bằng anh mà hôm nay mới biết lớn hơn em 2-3 tuổi. Ôi nó hoài cưng sụ đời mà. Coi kìa coi kìa. Chị Long Nữ nhiều lắm ơi, đời này chị Long Nữ nhiều lắm. Chị Long Nữ hát đi, giỏi nhiệt cho nè. 2, 3. Điều em không muốn này cũng đã đến. Vào một đêm lần thình chính anh cũng đã nói. Chúng ta chia tay, đau lòng quá đi. Cho dù biết trước em đây, cho dù biết trước em đây. Vẫn thấy sao, thật bất ngờ. Này ngày xưa anh đưa nô con gái nghe là vô tên Khánh á nô no. Nhưng mà nó nghe nè anh Hưng với lại Su Su á có làm vậy vô nghĩa lắm, vô nghĩa lắm. Em không có theo được á. Ừ, anh làm theo hướng dẫn rồi. Ừ, anh làm theo hướng dẫn rồi. Tới gì nữa ngày xưa anh nói với bà ngày xưa hai ba nha hai ba hai ba ngày xưa anh nói với bao người con gái rằng anh yêu một ai chỉ có một mà thôi đó mà đến chính em lại được chính những lời nói đó làm ngơ ngây nhưng anh lại đi nói nước với những người xa. Anh Hương sau khi mà nghe Buka hát vậy anh Hương có quyết định à đẩy làm Buka đẩy Buka đẩy, đẩy, đẩy lên sao hạng A bolero ngọc nữ rồi đó. Anh nghĩ rằng là nhịp sượng sượng hồi nãy tự tin lắm bây giờ bắt đầu sượng rồi đó. Tất cả các ban nhạc cái nhịp là phải làm theo cái nhịp của Buka đúng rồi tại vì Buka hát feel là chính. Feel
tất cả phải theo theo cô ca, theo ca sĩ đúng không? Theo ca sĩ đó. Đây là một trong những cái hơi trở ngại xíu, nhưng mà giải quyết được em ạ. Rồi sắp tới mà thấy là chị Buka xuất hiện trong các tour lưu diễn nước ngoài, còn do nằm giống như hiểu là lúc đó là chị Buka chuẩn bị thời tới rồi đó. Em cười gì xong? Em cười gì? Em cười niềm vui của chị á. Cái kiểu còn thi thi đó. Đâu có tệ. Trời ơi, cái chuyện vậy mà cũng có, làm gì có. Ra bên ngoài nhưng trong bụng em là em ủng hộ, ủng hộ chị. Hồi nãy chị thấy em gõ nhiệt tình, chị mới đầu em gõ nhiệt tình lắm, một lát nữa em chị thấy em có một cái nét cọc của chị mà không có, bé đó cũng gõ nhịp theo cái giọng hát của chị luôn, là theo nhịp của chị luôn, là đây là hình mẫu lý tưởng cho đổi nhịp đó, đổi nhịp theo chị luôn mà lý nhịp đặt tay chạy nhịp mà một ngày nào đó tôi làm ca sĩ của thằng A rồi chờ xem. Hãy đón xem Đại Lý Ẩm Thực phát sóng vào lúc 20 giờ ngày 20 tháng 7 năm 2023 trên YouTube Đàm Vĩnh Hưng. Các bạn hãy nhớ đón xem chương trình Đại Chiến Ẩm Thực Season 2.